Thưa quý vị, tin mới cập nhật, bão số 7 đã chính thức hình thành, chuyển hướng đi vào vịnh Bắc Bộ trong đêm nay. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, tới mùng 8 tháng 10, tâm bão số 7 nằm ngay vùng biển phía tây bắc quần đảo Hoàng Sa. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Ban kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, khoảng 120 km tính từ tâm bão. Dự báo bão số 7 trong 24 giờ tới di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km và có khả năng mạnh thêm. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới, gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên, từ vị tuyến 16,5 đến 21 độ Vĩ Bắc, từ kinh tuyến 108 đến 113 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Do ảnh hưởng của bão số 7 trên vùng biển phía tây của khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có gió mạnh cấp 7, cấp 8, sau tăng lên cấp 9, giật cấp 11, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động rất mạnh. Vịnh Bắc Bộ, bao gồm cả huyện Bạch Đảo Long Vĩ, có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 3,5 mét, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động. Ngoài ra, ở phía Nam Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau đến Kiên Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Thời tiết hôm nay trên đất liền, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi và Kon Tum còn có mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 50 đến 80mm, có nơi trên 100mm. Do ảnh hưởng của bão số 7 từ ngày 9 đến ngày 12 tháng 10, ở Bắc Bộ và phía Bắc của Trung Bộ có khả năng xảy ra mưa to đến rất to. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông,